Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 101 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Một hồi phong hoa tuyết nguyệt. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi Khương Thái Hư đã hóa giải những cái thù hằn giữa Diệp Hàm và các đại phái khác, thì lúc này ông ta chưa một cái đường lui cho Diệp Hàm nữa, là ông ta tìm người mai mối cho Diệp Hàm, một cái đại thánh địa của Phong Gia, muốn làm mai cái cô gái này cho Diệp Hàm, để sau này ông ta có bị cái gì bất trắc á, thì cũng còn có Khương Gia cũng như Phong Gia này hỗ trợ cho Diệp Hàm. Thì nói đến cái quá trình mà làm mai làm mối này á, thì hiện tại có một số người của Phong Gia đến, hình như là khảo sát Diệp Hàm hay sao á, ra tay tranh đấu với hắn nè. Hắn còn luôn đánh luôn cả em vợ tương lai của mình nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tin tức về cái việc này truyền khắp thần thành, rất nhiều người trố mắt đứng nhìn, rồi sau đó cười to. Ta thấy quan hệ thông gia lần này hoàn toàn không diễn ra được rồi. Người của Phong tộc vừa mới vào thành không lâu, hắn liền đưa ra đại lễ như vậy rồi. Rất nhiều người đều bàn tán về chuyện này, phần đông đều cho rằng quan hệ thông gia khẳng định sẽ thất bại. Người của Nguyên thuộc thế gia cùng với đám Lý Nhất Thủy, tất cả đều vui sướng khi người gặp họa. Diệp Hàm quay lại chỗ ở không bao lâu, Thần Vương đã cho gọi hắn tới. Người của Phong tộc muốn gặp hắn. Tiểu Diệp tử nè, ngươi tự cầu nhiều phúc đi ngờ. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy đều cười ác ý. Trong đại điện, Phong tộc tổng cộng đến đây 4 lão nhân, đều đạt tới cảnh giới trở lại nguyên trạng, nhìn không ra chỗ nào đặc biệt cả, giống như là lão nhân giới phàm tục bình thường vậy. Cái tên tiểu tử ngươi cũng quá thật là bá đạo mà. Biết rõ thân phận của bọn chúng là ai mà còn bắt trấn áp hết như vậy, người muốn làm cái gì đây hả? Một lão nhân vật của Phong Gia quát hỏi. Ta cảm thấy bọn họ hơi quá đáng thôi, cùng với để cho bọn họ tương lai thiệt thòi lớn, không bằng hiện tại ta trước dạy cho bọn họ một bài học đi. Diệp Hàm bình tĩnh đáp. Một lão nhân khác nở nụ cười rồi nói. Quên đi, không cần so đo, tiểu tử này thật là có chút ý tứ nha, dám hành động như vậy ra ngoài dự kiến của ta mà. Còn không thả bọn họ ra đi. Khương Vân ở một bên lên tiếng. Diệp Hàm đương nhiên biết rõ chừng mực, trước mắt cũng không phải là thời điểm cường thế gì, liền vâng theo mệnh lệnh lấy ra cái trống kỳ lân thả 10 mấy người bên trong ra. Bạch Cúc Phiên cũng đồng loạt lấy ra mà hoàn trả lại. Diệp Hàm! Phong Liệt kêu to, định phóng tới. Một lão nhân Phong tộc quát lạnh một tiếng. Gã lập tức ngừng bước chân, nuốt giận quay trở lại. Đi vào phòng trong đi, Thần Vương cùng Thánh chủ Phong tộc muốn gặp ngươi đó. Khương Vân nhìn Diệp Hàm rồi nói. Ở trong một tòa đại điện khác, Thần Vương tuyệt thế ngồi ngay ngắn ở phía trên, đầu bạc như tuyết, mặt như quan ngọc, khí sắc như thường, nhìn không ra cái gì, không biết tình trạng chân chính của thân thể lão như thế nào. Ở phía dưới một chút, ngồi một nam nhân trung niên, tóc đen rối tung, ánh mắt trong sáng, dáng người cường tráng, ngồi ở đó rất có khí thế, vừa thấy chính là kẻ bề trên lâu năm. Gã đồ sộ không nhúc nhích, con ngươi sâu thẳm đang đánh giá Diệp Hàm. Người này chính là tổ phụ của thiên chi kiêu nữ Phong Hoàng, tên là Phong Kinh Vân, cũng là thánh chủ của Phong tộc. Người hãy cho huyết khí sôi trào toàn thân, toàn bộ phóng xuất ra tinh khí sinh mệnh toàn thịnh nhất, để cho thánh chủ Phong tộc nhìn thử coi. Thần Vương ôn hòa cất tiếng. Diệp Hàm tuân mệnh không chút nào giữ lại. Trong phút chốc, huyết khí của hắn xông lên tận trời, như một con chân long đang sống lại, sinh cơ cường đại khiến thánh chủ Phong tộc phải kinh ngạc. không ngừng gật đầu. Khí thế Diệp Hàm không ngừng tăng lên, sinh mệnh tinh khí cả người hóa thành khí trụ long hình, đánh xuyên qua đại điện, xông thẳng lên tận trời, như một màn đại dương mênh mông mãnh liệt. Vùng địa vực này tất cả tu sĩ đều bị kinh động, lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn lại hướng chỗ kia. Sau đó không lâu có tin tức truyền ra, thánh chủ phong tộc rất vừa lòng với Diệp Hàm, làm cho rất nhiều người ở thần thành chuẩn bị chế giễu thì tất cả đều há hốc mồm, không rõ nguyên nhân vì sao. Điều này còn phải nói ra hay sao? Nhất định là thánh chủ phong tộc đã nhìn ra Diệp Hàm có thể phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh, không có gì có thể ngăn cản thánh thể quan cổ quật khởi rồi. Rất nhiều người hiểu rõ, phỏng đoán ra chân tướng. Thần thành trong một ngày này chấn động lớn. Diệp Hàm sau khi rời đại điện lập tức đi vào Thiên Yêu Bảo Khuyết, tìm gặp Yêu Nguyệt Không, bảo gã ta hỗ trợ lưu ý thu thập các loại lớp đá ngoài thần nguyên. Khi rời đi, Lý Hắc Thủy cũng không hiểu nên hỏi lại. Diệp Hàm nào, ngươi định làm gì vậy? Đột phá sắp tới rồi, còn chuẩn bị đi làm gì nữa vậy? Bởi vì ta lo lắng thất bại, lần này bất kể như thế nào, ta đều phải phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh đó. Diệp Hàm không có giấu giếm gì với bọn họ. Không có việc gì đâu, ngươi nghĩ nhiều rồi. Đồ Phi cười rồi nói. Ngay cả ngàn vạn cương nguyên cũng không thể trợ giúp ta tiến vào tứ cực đâu. Ta tự mình sẽ dùng một loại phương thức khác để tiến vào, lần này nhất định phải thành công. Trong mắt Diệp Hàm lộ rõ vẻ kiên định. Ngay một ngày này, thánh chủ phong tục làm ra quyết định đưa cho Diệp Hàm 300 vạn cương nguyên, trợ giúp hắn phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh. Tin tức này vừa truyền ra, đông hoang chấn động. Thật rõ ràng thánh chủ phong tục đã xem như chấp nhận Diệp Hàm trở thành chuẩn cháu rể mà đối đãi rồi, cho rằng hắn có thể phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh, muốn cột hắn vào trên chiếc chiến xa cổ phong tộc này. Thánh thể thái cổ đại thành rốt cuộc lại sắp tái hiện trên thế gian này sao? Mọi người khó có thể bình tĩnh. Thần Vương tuyệt thế rốt cuộc phóng ra câu nói, ngày đêm trăng tròn ngày mai sẽ cho Diệp Hàm tiến vào Hóa Long Trì, đột phá cửa ải khó khăn đệ nhất trời sinh của thánh thể. Tin tức vừa truyền ra, khắp nơi đều kinh sợ, ngày thánh thể đột phá cửa ải rốt cuộc đã tới rồi. Các thánh địa đông hoang, hoàng triều bất hủ Trung Châu cùng với các thế lực bách giáo lại có thêm một đám cường giả tới nơi, tất cả đều hết sức chú ý tới thánh thể đột phá cửa ải, đều muốn tận mắt xem lễ. Đêm trăng ngày mai, Diệp Hàm đột phá cửa ải, tác động tới thần kinh của rất nhiều thế lực lớn, khắp nơi đều chú ý tới, rất nhiều tu sĩ đều quan tâm, thiên hạ cưỡi mây đạp gió hội tụ tại thần thành. Thế nhưng ở thời khắc mẫn cảm này, Diệp Hàm không có tĩnh tâm an thần mà lại đang ở chung quanh tìm kiếm lớp đá ngoài thần nguyên, tiên phần, huyết tế thai các thứ sớm đã được hắn thu lấy. Hắn thông qua đủ loại phương pháp lại từ các thánh địa thạch phường thu được một số, đều là trước đây người ta cắt đá mà vứt bỏ lại. Tiểu tử, ngươi định làm gì vậy? Đại Hắc Cổ nghi hoặc, sau đó dường như nhớ tới điều gì, trợn tròn cái cặp mắt to như cái chuông đồng, nhìn thẳng vào Diệp Hàm, cả kinh nói. Ngươi điên rồi! Ngươi nói lung tung gì vậy? Diệp Hàm trừng mắt nó, nhìn nó một cái. Ngươi ngại sống lâu hay sao vậy? Ngay cả ngươi cũng nguyên thuộc kinh thế, địa phương kia cũng không thể đi hai lần, có rất nhiều nhân vật tuyệt thế đều chỉ có thể thở dài luyến tiếc thôi. Đại Hắc Cổ cảnh cáo. Lần này không cần ngươi quản đâu, không phải như ngươi tưởng tượng đâu. Diệp Hàm không nói thêm cái gì, vẫn như cũ lui tới các đại thạch phường, mặt không đổi sắc thu thập lớp đá ngoài. Ngươi hơn được Lý Mục hay sao chứ? Ngươi so được với Khương Thái Hư hay sao? Ngươi sánh được với Thiên Thư Thượng Cổ hay sao? Tái nhập Tử Sơn chỉ có chết thôi. Đại Hắc Cổ nhe răng cảnh cáo. Ngươi đoán sai rồi, ta sẽ không tự mình đi chịu chết đâu, không cần nói thêm gì nữa đâu. Diệp Hàm không muốn kinh động tới người khác, lần này hắn quyết phải phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh. Ước chừng 1.300 vạn cân nguyên có thể nói là một con số động trời, thế nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ không thấy đủ. Nếu thành công thì như thế nào? Nếu thất bại thì làm sao đây? Hắn nghĩ tới đủ loại khả năng. Diệp Hàm không muốn xảy ra điều cản trở gì, bất kể như thế nào hắn cũng phải phá vỡ lời nguyền mà vào tứ cực bí cảnh. Nếu nhỡ trong Hóa Long Trì kết thúc thất bại, hắn quyết định tự mình đi đỏ sức tạo tương lai cho mình. Không tiến vào tứ cực bí cảnh, thánh thể thái cổ phai mờ, tất nhiên mọi người sẽ vui mừng. Trên thế giới rộng lớn bao la này, cao thủ nhiều như mây, tu sĩ đạo cung bí cảnh chỉ có thể nhìn lên những người khác. Giao Trì thánh nữ xuất hiện, dáng người nàng cau gầy, yêu kiều duyên dáng, giống như trước đây tiên vụ che kín thân thể, như đó hoa tiên động tuyết, giống như đó sen thần đẫm nước, phảng phất như kiều nữ thiên giới đến trái đất vậy. Nàng đưa cho Diệp Hàm một cái hộp gỗ đàn hương rồi nói: Trợ giúp ngươi đột phá cửa ải thành công, đây là lễ vật của Giao Trì trao tặng cho ngươi. Năm đó Giao Trì cùng Nguyên Thiên Sư có quan hệ tâm đầu ý hợp, hiện giờ cùng Diệp Hàm cũng không có xung đột gì, nên Thánh Địa hy vọng hắn có thể đi một chuyến tới Giao Trì, dùng cấm tiên lục phong xử lý mấy khối thạch vương. Đây là cái gì vậy? Diệp Hàm khó hiểu hỏi. Ba phiến lá của ngộ đạo cổ trà thụ. Giao Trì thánh nữ khẽ hé môi đỏ mọng nói. Diệp Hàm giật mình, cổ thụ trong Bất Tử Sơn mỗi một phiến lá đều không tầm thường, sinh ra ẩn chứa đại đạo văn lạc, đối với nhân vật cấp thánh chủ mà nói đều là thần vật. Hắn quả thực rất giật mình kinh ngạc. Ngộ đạo cổ trà thụ hàng năm có thể bay ra ngoài Bất Tử Sơn 30 phiến lá đã là không tệ rồi. Cũng không biết có bao nhiêu nhân vật cấp thánh chủ nhìn chằm chằm vào nó. Đối với đồng hoàng mênh mông mà nói, căn bản không đủ chia phần. 3 phiến lá của cổ thụ ngộ đạo trà, đối với Diệp Hàm sắp đột phá cửa ải mà nói là một phần đại lễ. Hai tròng mắt của Diệp Hàm bắn ra hai đạo thần mang. Giao Trì thánh nữ cả kinh, nghĩ rằng hắn đang vận chuyển thấu thị thần nhãn nhìn mình. Nhẹ giọng kêu khẽ, bàn tay trắng nõn vội giơ lên vẽ ra một cái tấm đạo đồ trắng trước thân mình. Bên trong màn sương mờ, gương mặt của nàng ửng đỏ rất là buồn bực, nghĩ tới chuyện xảy ra lần trước, nàng trách mắng. Ngươi đang làm gì vậy? Tiên tử không cần hiểu lầm đâu, ta chưa vận dụng Nguyên Thiên Thần Giác, chỉ có chút giật mình kinh ngạc thôi. Đại ân không có lời nào cảm tạ hết được, ngày khác chắc chắn ta sẽ đi giải quyết chuyện thạch dương của Giao Trì mà. Bên trong hộp gỗ đàn hương, 3 phiến lá đều không giống nhau. Trong đó một phiến lá có hình thoi lấp lánh tử quang, mặt trên lại có hình một con rồng nhỏ, trông rất sống động, quấn quanh rất nhiều đạo văn. Phiến lá thứ hai đỏ tươi như máu, có hình quạt, mặt trên có một bóng người mơ hồ, ngồi trên 9 tầng trời cao cao. Huyền hoàng khí vần quanh thân thể, đạo văn như khối như mây trên trời, dày đặc trên người. Phiến lá cuối cùng trắng như tuyết như ngọc, trong sáng trong suốt kỳ lạ. Nó có hình tròn, mặt trên có một cái âm dương đồ, dương ôm âm, âm ôm dương, mà còn có nhiều điểm tinh tú, nhìn như một mảng tinh không, văn lạc tiên thiên đang xen vào nhau. Diệp Hàm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phiến lá của ngộ đạo cổ trà thụ, chẳng trách kinh ngạc như vậy, rất khó tưởng tượng đó là một gốc cây cổ thụ như thế nào, mà lại mọc ra những cái phiến lá khó tin như vậy. Đại Hắc Cổ lập tức chảy nước miếng ra, vô sự xum xoe săn đón, nói: Để ta giúp ngươi giữ cho. Đưa cho ngươi đích xác đúng nghĩa là phải ăn bánh bao thịt chó đó. Không. Sau đó không lâu, Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy truyền đến tin tức, mấy vị đại cường đạo góp chung lại, cộng được 100 vạn cân nguyên, thông qua con cháu bọn họ trao tặng cho Diệp Hàm. Đây là một phần đại lễ. Diệp Hàm, ngươi yên tâm thoải mái mà nhận lấy đi. Đồ Phi vỗ vỗ vai hắn, lắc lắc đầu nói: Các lão nhân này một đám đều tháo vát nhanh nhẹn như quỷ vậy đó. Trên đời này không có sự nhiệt tình vô duyên vô cớ. Thời điểm các thánh địa đuổi giết Diệp Hàm, Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy động thân mà ra, xuất toàn lực tương trợ. Mấy vị đại cường đạo luôn luôn chú ý tới. Ngày xưa đủ loại chuyện quá mức tinh tế, nghĩ lại đầy tâm cơ và bố cục. Thánh thể Diệp Hàm nếu thành công hết thảy mưa thuận gió hòa, còn nếu như thất bại, tâm tư của mấy vị đại cường đạo thực sự cũng khó có thể nói rõ. Về những điều này, Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy vẫn không giấu giếm, thật lâu trước kia đã ám chỉ rồi. Nếu như trưởng bối có tâm tư khác thường, trước tiên sẽ nói cho hắn chạy trốn. Thế gian này rất hiện thực, lòng người thực phức tạp, tuy nhiên cũng không thiếu tình hữu nghị chân thành tha thiết. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy vẫn không mưu đồ điều gì, có thể theo thực tế thật lâu trước kia mà biết, đủ để chứng tỏ nghĩa khí của bọn họ. An Diệu Y mời ngươi nữa hả? Đồ Phi kinh ngạc hỏi. Còn không tới một ngày chính là đêm trăng tròn rồi, lúc này An Diệu Y muốn gặp Diệp Hàm, có thể đoán ra được nhất định là muốn lôi kéo kết bạn rồi. Lý Hắc Thủy suy nghĩ một chút rồi nói: Không bình thường nha, không bình thường thiệt đúng không? Như thế nào là không bình thường vậy? An Diệu Y có quyết đoán, chỉ sợ là muốn đánh bạc một phen đây mà. Lý Hắc Thủy nói: Ngươi muốn nói cái gì vậy? Dệt hoa trên gấm sao không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu như mà Diệp Hàm đánh vỡ nguyện rủa, sau đó An Diệu Y lại đến mượn sức, có thể dùng không khác gì nhau để hình dung. Nhưng mà nếu như trước thời điểm thực hiện, vậy thì hoàn toàn khác rồi. An Diệu Y hẳn sẽ không phải là... Đồ Phi lộ ra dị sắc. Hơn phần nữa là nàng muốn đánh bạc với chính mình rồi, bỏ qua thánh thể đại thành chính là vĩnh viễn. Nếu mà Diệu Dục Am có truyền thống như vậy, có thể mạnh hơn nhiều so với tuyển chọn thánh tử rồi. Ta không có thời gian đi đâu. Diệp Hàm mà không đổi sắc, lắc đầu nói. Nhưng đúng lúc này An Diệu Y cho người mang tới một cái hộp ngọc, là một phần đại lễ giúp hắn đột phá cửa ải. Lại một phiến lá ngộ đạo cổ trà thụ. Trong hộp ngọc, một phiến lá màu vàng phát sáng rực rỡ như hoàng kim đúc thành, mùi thơm dịu dịu bay vào trong mũi. Trên chiếc lá có một cái mảnh sơn hà đồ, điểm thêm rất nhiều văn lạc tiên thiên. Mùi thơm thoang thoảng ngập trong phòng. Đồ Phi ngạc nhiên thán phục. Đây chính là kỳ trân tuyệt thế, ngươi không thể không đi một chuyến được rồi. Lý Hắc Thủy kêu lên. Ủa, tiểu diệp tử nào, hay là ngươi quên đi, để ta giả dạng ngươi, thay thế ngươi đi một chuyến vậy ha. Ban đêm, trăng tròn treo ở trên trời cao, ánh sáng bạc rực rỡ xuyên qua mây trên trời chiếu xuống, khắp mặt đất đều một cảnh mông lung mờ ảo, như được phủ thêm một tầng sa mỏng. Diệu Dục Am tọa lạc ở trên không trung, phía dưới là hồ nước trong vắt như ngọc bích lóng lánh. Trăng tròn phản chiếu trên nước, chậm rãi chảy xuôi. Cả phiến vật thể kiến trúc này bị trăng tròn bao phủ, nhuộm một lớp màu sắc mộng ảo, ở trong trời đêm trông thật là thần bí. Diệp Hàm đang không mà lên, có người dẫn hắn vào một tòa cung khuyết rộng lớn, nơi đó chờ sẵn một vị mỹ nhân xinh đẹp tuyệt thế. Dưới ánh trăng giống như thần linh, giống như tiên tử từ trên vầng trăng tròn hạ xuống phàm trần, mà không nhiễm trần khí của nhân gian. Diệu Y như vậy mà vẫn khiến cho người ta chán ghét sao? An Diệu Y mỉm cười, một thân áo trắng như tuyết nhẹ nhàng lay động trong gió đêm, giống như sắp theo làn gió bay đi. An tiên tử mị lực quá lớn, ta không dám tới, sợ mạo phạm giai nhân. Diệp Hàm nói ra lời không đúng với chân tâm. An Diệu Y sóng mắt lưu chuyển, cười yểu điệu rồi nói. Nói dối mà. Nàng một thân váy dài trắng nõn quét đất, làm nền cho ngọc thể yểu điệu giống như dãy núi nhấp nhô. Bộ ngực ưỡn thẳng vững chắc, eo thon mảnh khảnh, bộ mông ngọc tròn trịa, vẽ ra một cái độ cong hoàn mỹ, sôi không ra một chút tì vết nào. Khí chất của nàng thanh cao xuất trần, ở dưới ánh trăng đêm giống như một tiên nữ, ngọc dung không thoa một chút son phấn nào, trắng mịn mềm mại, khóe mắt như thu thủy, mũi môi thanh tú dường như tay nghệ điêu luyện của ông trời mài dũa mà thành. Dung nhan mỹ lệ như vậy thực khiến cho người ta hít thở không thông. Trong cung điện, rương cột chạm trổ xanh vàng rực rỡ, mây mù lượn lờ, như là đi lạc vào trong thiên cung, làm cho người ta có cảm giác không đúng với sự thật. Đây là một tòa tẩm cung được khảm minh châu mỹ ngọc, tranh chữ đồ cổ treo tường, trên mặt bàn bạch ngọc trưng hào mê người, mùi rượu thơm ngon lan tỏa. Ngày mai sắp sửa đột phá cửa ải rồi, huynh thực có nắm chắc không vậy? An Diệu Y chăm rượu, đôi môi đỏ mọng gợi cảm ướt át tươi đẹp, hàm răng sáng bóng lấp lánh, bàn tay mềm mại của nàng cầm chén ngọc, cả hai cùng phát sáng, đồng dạng trong suốt. Ta phải tiến vào tứ cực. Diệp Hàm mỉm cười. Thánh thể đại thành đã có mười mấy vạn năm chưa xuất hiện rồi, có thể tranh phong cùng đại đế cổ, đó là tư thế oai hùng đến cỡ nào chứ, thực sự là khiến người ta hướng tới mà. An Diệu Y cười ngọt ngào nói. Hiện giờ trước mắt ta là một vị thánh thể, ta cần phải quan sát kỹ, đánh giá tinh tế một phen. Cho dù đột phá cửa ải thành công cũng chỉ là thánh thể tiểu thành thôi, như thế nào có thể sánh vai cùng đại đế được chứ? Diệp Hàm cười lắc đầu. Ngày đó sẽ không xa đâu, Diệu Y thật là mong chờ mà. An Diệu Y múa lả lướt như đi trên mây, sóng mắt như nước, lông mi rất dài, da thịt trắng mịn trong sáng, mi tâm có một cái điểm tròn như cái viên minh châu, ở dưới ánh đèn thủy tinh giao hòa phát sáng, cao quý, hoa lệ mà lại linh động, tuyệt đẹp khiến cho người ta nghẹt thở. Đa tạ Diệu Y tiên tử tặng ta ngộ đạo trà. Diệp Hàm ngưỡng mộ nâng chén thay lời cảm tạ. Diệu Y chỉ là dốc thêm một phần lực lượng mà thôi, chúc Diệp huynh đánh dở lời nguyền, một đường hát giang, tương lai tranh nhau phát sáng cùng đại đế. An Diệu Y tươi cười cực kỳ mê hoặc, đôi môi đỏ mọng thấm rượu càng thêm ướt át tươi đẹp. Bóng đêm dần khuya, ánh trăng xuyên qua cửa sổ ngọc lưu ly chiếu vào bên trong cung khuyết, hết thảy trông như ảo mộng. Tiểu lượng của An Diệu Y hơi yếu, gương mặt xinh đẹp như ráng mây đỏ, sóng mắt động lòng người, thân hình mảnh mai như không xương, nói. Ta muốn thánh thể đại thành. Diệp Hàm cũng hơi say, trêu chọc, nói. Ta đã ở trong này rồi nè, nàng muốn như thế nào đây? Diệu Y là muốn nói, ta muốn thánh thể đại thành, tương lai hộ đạo cho ta, ta cũng sẽ trở thành đại đế. An Diệu Y cười một tiếng mê hoặc sinh linh, khiến trăng sáng trên bầu trời đều ảm đạm thất sắc. Nàng vốn chính là một trong vài nữ nhân đẹp nhất Đông Hoang, thậm chí được xưng là đệ nhất mỹ nhân Đông Hoang. Xinh đẹp tuyệt đại như thế, sau khi thấm rượu, da thịt trở nên ửng hồng trong suốt, có một loại phong tình khiến người ta không lòng nào kháng cự. Đêm khuya, hai người đã uống vào không biết bao nhiêu rượu, chén rượu đã rơi xuống đất, hai thân mình dần dần cuốn lấy nhau cùng một chỗ. An Diệu Y cười ngọt ngào như chuông bạc êm tai, rung động lòng người. Diệp Hàm ôm thân thể kiều diễm của nàng vào lòng, cầm cả cái bầu rượu bạc sáng bóng, rót rượu vào miệng, sau đó lại ướm vào đôi môi đỏ mọng gợi cảm của An Diệu Y. Hết thảy đều thực tự nhiên. Diệp Hàm cũng không chút câu nệ tiểu tiết, không sợ gai hoa hồng đâm tay, quyết định ăn luôn cái vỏ bọc đường này. Cách đó không xa là chiếc giường bạch ngọc, lộ ra dưới màn trướng sa mỏng màu phấn hồng, mang đến cho người ta cảm giác khác thường. Hai người ngã nhào lên chiếc giường màu hồng nhạt này. Sau đó không lâu hiện ra một khối thân thể trắng như tuyết, da thịt mềm mại mịn màng, trong suốt màu phấn hồng mà sáng bóng lấp lánh, diễm lệ động lòng người, có thể nói là cực kỳ dụ hoặc. An Diệu Y mái tóc rối tung, dung nhan tuyệt thế ngẩn ngơ, toàn thân thoáng hiện một vầng sáng mờ nhạt, cơ thể đỏ bừng khiến người ta mê loạn. Diệp Hàm rung động một trận, buông xuống cái màn sa trướng màu phấn hồng. Hắn cũng khó chống lại cái loại hấp dẫn không gì sánh nổi này. Xoạt! Một đạo chỉ phong xẹt qua, ngọn nến tắt phục, chỉ còn ánh trăng như nước chiếu vào, trong ánh mông lung có thể nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng trên giường ngọc. Tiếng rên rỉ uyển chuyển, ý loạn tình mê. Hai người quấn lấy nhau, đây là một đêm không ngủ, là một đêm ý loạn tình mê. Trăng sáng như nước chiếu rọi xuống, mông lung thanh đạm, tường hòa yên tĩnh. Trong tiên khuyết sớm yên tĩnh lại, trên chiếc giường bạch ngọc tạo hình mà thành, An Diệu Y mở đôi mắt trong sáng, ngọc thể lộ ra toàn bộ một mảnh trong suốt, tóc nàng rối tung, thân thể mảnh mai có vẻ mỏi mệt. Huynh phải đi rồi. Nàng vươn một cánh tay ra, trắng nõn mịn màng, dáng lười biếng lấy cái gối thức tỉnh bạn tình. Diệp Hàm rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có gợn sóng, tuy nhiên vẫn như cũ nở nụ cười, hàm răng trắng tinh lấp lóe sáng bóng, thoạt nhìn thực sáng lạng. Vội vã đuổi ta đi rồi sao? Nếu như bị người biết được huynh ngủ lại đêm ở Diều Dục Am, người của phong tộc sẽ đáp ứng sao chứ? Chỉ sợ sẽ gây phiền toái cho huynh. Phong Hoàng cũng không phải là nữ nhân bình thường, như thế nào dễ dàng tha thứ chứ? An Diệu Y nói rất bình tĩnh, thật êm tai. Nàng xinh đẹp gần như kỳ ảo, trong sáng suốt trần như tiên tử giáng xuống trần gian, băng cơ ngọc cốt, thân thể trắng như tuyết mềm mại, sinh ra điểm điểm sáng lạng. Phong tộc bọn họ vẫn chưa đến hôn cùng ta mà. Nếu như ta đột phá cửa ải thất bại, bọn họ sẽ dứt bỏ như là đôi giày rách vậy. Diệp Hàm tự giễu. An Diệu Y giúp hắn khẽ xoa xoa huyệt thái dương rồi nói: Ta tin rằng huynh có thể thành công, tương lai sẽ tái hiện phong thái vô thượng của thánh thể đại thành. Thế sự khó lường, hiện giờ tất cả mọi người đều đang chú ý, rất nhiều tu sĩ đều đang chờ đợi, ánh mắt thập phương ngắm nhìn, mà ta cũng rất có thể sẽ thất bại nữa. Diệp Hàm không chút để ý nói, như là đang nói về một chuyện không liên quan gì tới mình. Nếu mà ta kết thúc thất bại, không biết người hiện đang mượn sức ta, kết giao với ta, mở tiệc chiêu đãi ta, cảm tưởng của bọn họ sẽ như thế nào ha? Ta nghĩ tất cả tình người đều sẽ lạnh lùng thờ ơ chăng? Diệp Hàm nhón lấy một nhúm sợi tóc đen nhánh của nàng quấn trên ngón tay. Huynh thực sự không tin tưởng sao? An Diệu Y lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt đẹp thâm thúy như tinh không, dung nhan tuyệt mỹ khiến người ta hít thở không thông. Nếu chỉ dựa vào Nguyên thì hơn phân nữa ta sẽ không vào được tứ cực bí cảnh. Diệp Hàm bình tĩnh nói, sau đó quay đầu lại nhìn về phía nàng, cười cười. Nếu như ta thất bại, nàng sẽ như thế nào ha? Được rồi, tiểu nam nhân, không cần nghĩ nhiều nữa, huynh nên rời đi rồi. An Diệu Y không trả lời, uốn éo thân thể, điểm điểm sáng bóng động lòng người, nhẹ nhàng đẩy Diệp Hàm đứng dậy. Ta như thế nào có cảm giác trái ngược nha, nàng thật sự là thoải mái đó, không ngừng đuổi ta rời đi, căn bản không quan tâm cái gì hả? Diệp Hàm cười nói, dù gì đã từng có được rồi, cần gì phải quan tâm tới thiên trường địa cửu, tương lai nếu huynh trở thành thánh thể đại thành, hộ đạo cho ta như vậy là đủ rồi. Nàng xem ra thật phóng khoáng nha. Diệp Hàm khẽ quấn cái lọn tóc của nàng trên đầu ngón tay. Huynh đừng tưởng rằng dễ dàng gì, tới lúc đó có thể khắp thế gian đều là địch đó. An Diệu Y cười khẽ. Chà, nghiêm trọng dữ vậy hả? Diệp Hàm kinh ngạc, rồi sau đó còn thực sự nhìn chăm chăm vào cái gương mặt tuyệt sắc này, nói: Nếu ta thực sự đột phá cửa ải thất bại thì sao? Trong mắt An Diệu Y hiện lên một chút tia sáng kinh người, nói: Nếu như vậy, ta sẽ sa đọa vạn trượng trong chốn hồng trần, thẳng đến có một ngày ta trở thành đại đế, sau đó giết chết sạch tất cả người có quan hệ với ta, rửa sạch bao dinh nhục chìm nổi của cuộc đời ta. Không cần như vậy chứ. Diệp Hàm kinh ngạc nhìn nàng. An Diệu Y cười khẽ, vuốt ve hai má hắn rồi nói: Cho nên tiểu nam nhân huynh hãy vì Diệu Y nhất định phải đột phá cửa ải thành công. Huynh cũng không đành lòng để ta sa đọa trong chốn hồng trần phải không? Vậy nàng phải có tin tưởng với ta. Đêm trăng tròn không thành công, còn có cơ hội... Diệp Hàm nói tới đây thì ngừng lại. An Diệu Y lắc đầu, đôi mắt đẹp mê ly, cặp môi đỏ mọng ướt át tươi đẹp gợi cảm. Nàng giơ lên một ngón tay ngọc đặt ở trên môi hắn, không cho hắn nói tiếp rồi nói: Cảnh xuân tươi đẹp rồi sẽ trôi qua, hồng nhan rồi sẽ già lão. Diệu Y thực sự sợ chờ không được. Sau đó mái tóc đen nhánh của nàng buông xuống trên mặt Diệp Hàm, cúi đầu nhìn hắn, mỉm cười ngọt ngào nói: Tiểu nam nhân chỉ có thể thành công, không thể thất bại, bằng không Diệu Y sẽ là người thứ nhất giết huynh đó. Chà, nếu thất bại nàng sẽ giết ta sao? Diệp Hàm ôm bờ eo thon nhỏ mềm mại bóng loáng của nàng, kinh ngạc nhìn nàng. Đúng vậy đó, huynh cũng đừng làm cho Diệu Y thất vọng nha. Nàng tươi cười thực sự là ngọt ngào, thân thể trong suốt lấp lánh dưới ánh trăng, lô lỗ tương đương công hoàng mỹ không tì vết. Vậy trước hết tốt hơn là để ta đâm chết nàng đi. Diệp Hàm kéo nàng vào trong lòng, sau đó xoay người phủ lên ngọc thể hoàng mỹ trắng nõn mịn màng. Tiểu nam nhân, đứng lên đi, huynh cần phải đi rồi. An Diệu Y đẩy ra. Trên chiếc giường bạch ngọc vô tận kiều diễm, tiếng rên rỉ yêu kiều uyển chuyển, triền miên vô hạn. Trời hừng sáng, Diệp Hàm mới rời đi. Đi trên đường phố cổ xưa của Thần Thành, hắn suy nghĩ cẩn thận, lo lắng tới đủ loại khả năng, sau đó nhìn về phía chân trời xa xôi. Nếu mà hắn thất bại, còn có thể đông như chảy hội như thế này sao? Còn có người nhiệt tình mượn sức sao? Một hồi phồn hoa sẽ tan mất, khẳng định sẽ là khung cùng lạnh lùng và hờ hững. Diệp Hàm vẫn chưa quay về chỗ trú ngụ, mà chậm chậm tản bộ trên đường phố Thần Thành. Cho đến buổi trưa Thần Vương cho gọi, hắn mới trở về. Cả thế giới quan sát, đối với người là họa không phải là phúc đâu. Thần Vương áo trắng vừa gặp mặt chính là cảnh báo như vậy. Diệp Hàm ngẩn ra, sau đó gật đầu. Trong đó đủ loại quan hệ lợi hại, hắn sớm đã suy nghĩ thấu triệt rồi. Trong lòng vẫn âm thầm có mối lo âu, dẫn tới chú ý của thiên hạ, chỉ sợ sẽ là một hồi đại nạn. Rất nhiều người sẽ không hy vọng thánh thể đại thành hiện thế. Nếu như có manh mối thì bóp chết hắn ở trong nôi là lựa chọn tốt nhất. Ngày phá quan thành công, nói không chừng chính là thời điểm cái chết đẫm máu. Thần Vương tuyệt thế cường đại cũng không thể bảo hộ hắn cả đời, chỉ sợ số mạng của mình cũng sẽ không vui mừng được bao lâu. Thần Dương ngài có đề nghị gì sao? Diệp Hàm hỏi. Hiện giờ thiên hạ đều biết ngươi là thánh thể rồi, kéo dài nhất thời, kéo dài không được cả đời. Đêm nay trăng tròn, ta sẽ cầm Hằng Vũ Thánh Lô hộ pháp cho ngươi. Thần Vương nhíu mày nói, việc đã đến nước này rồi, sớm không thể né tránh nữa. Hôm nay không đột phá cửa ải, dù có đổi ngày khác, vẫn như cũ không thay đổi được cái gì. Khắp thế gian đều là địch, chẳng lẽ đây là số mệnh của kẻ bước trên con đường đại đế hay sao? Thần Vương lẩm bẩm tự nói, sau đó nhìn về phía Diệp Hàm, nói: Trừ phi lần này ngươi đột phá cửa ải thất bại, bằng không thế gian này cũng sẽ không an bình được nữa rồi. Khi mặt trời đỏ dần dần hạ xuống phía tây, cả tòa Thần Thành đều có vẻ có chút áp lực. Trung Châu, Đông Hoang, đến đây rất nhiều cường giả, đều đang lẳng lặng chờ trăng tròn lên cao. Xích Long đạo nhân đã trở lại rồi. Rất nhiều người kinh hãi, tin tức trước tiên truyền ra, mọi người phát hiện người đồng hành còn có Khổng Tước Vương uy danh ngập trời, cùng với Thanh Giao Vương đại cường đạo thứ tư Bắc Vực. Ba vị tuyệt đỉnh cường giả vào thành, dắt tay nhau mà đến, đưa tới 70 vạn cân nguyên cho Diệp Hàm. Điều này làm cho trong lòng mọi người đều chấn động, không nghĩ tới bọn họ lại chiếu cố cho Diệp Hàm như vậy. Khi hoàng hôn buông xuống, Thiên Yêu Cung thiếu chủ Yêu Nguyệt Không đưa tặng Diệp Hàm 5 vạn cân nguyên. Sau đó không lâu đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh xuất hiện, đồng dạng đưa tới 5 vạn cân nguyên. Đêm đó khi ráng mây chiều biến mất, rất nhiều trẻ tuổi một thế hệ của các thế lực lớn đều có người hoặc nhiều hoặc ít đưa tới một số nguyên. Bên bờ Hóa Long Trì, thần quang xông lên tận trời, linh khí tràn ngập. Bóng đêm buông xuống, thiên địa chậm rãi chìm vào bóng tối. Một vầng trăng sáng hiện lên, cũng không phải sáng ngời lắm, mà chiếu xuống óng ánh sáng dịu dàng. Áp lực bầu không khí Thần Thành lên tới cực hạn, khiến cho người ta có cảm giác như hít thở không thông, yên tĩnh tới cực điểm. Sau khi màn đêm buông xuống, cả tòa thành cực lớn nhất thời chìm vào tĩnh lặng. Cả vùng thiên địa này như mất đi thanh âm, không có cả tiếng gió thổi, cỏ cây lay động, hoàn toàn như là một tòa tử thành. Không cảm giác có chút sinh khí nào, không nghe được tiếng nói chuyện với nhau. Yên tĩnh giống như cảnh chết vậy, tất cả tu sĩ đều đang chờ đợi, chung quanh Hóa Long Trì đông nghìn nghịch, nơi nơi đều là bóng người, liếc mắt một cái nhìn không đến cuối. Trên bầu trời lại mờ mờ, các vị trí có lợi nhất đều để lại cho các đại nhân vật, không ai dám đi tranh đoạt. Thời gian dần trôi qua, mặt trăng treo trên cao như một cái mâm tròn cố định trên bầu trời, làm cho khắp cổ thành đều sáng lên dưới ánh trăng, như là có từng hồi sương trắng bốc lên. Đánh đội xuất hiện rồi kìa! Cũng không biết là ai phát ra một tiếng kinh hô, tất cả mọi người đều nhìn lại theo một hướng. Diệp Hàm đạp ánh trăng mà đến, dưới bóng đêm, hắn mặc một thân áo trắng, phiêu dật mà kỳ ảo, bộ dáng ung dung, cất bước trên hư không. Những sợi tóc đen nhẹ bay dưới gió đêm, ánh mắt trong sáng trong vắt như suối nước. Hắn áo trắng suốt trần, bao phủ dưới ánh trăng, như trích tiên giáng thế, đáp xuống trước Hóa Long Trì. Đây là thánh thể thái cổ hả? Không ngờ chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi à. Bỏ đi, không nói tới thể chất của hắn, tuổi trẻ như vậy nếu có thể đi vào tứ cực bí cảnh cũng coi như thiên phú dị bẩm rồi. Một thiếu niên thành tú như vậy, thân thể hắn có thể so được với man long sao? Ta thấy thế nào cũng không giống mà nha. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Hàm, đối với thánh thể thái cổ tràn ngập tò mò, thấp giọng bàn luận. Không khí áp lực lên thần thành rốt cuộc có phần dịu đi, không còn áp bức khiến cho người ta khó thở nữa. Cuối cùng có người bắt đầu nói chuyện với nhau, truyền ra đủ loại thanh âm, không còn cảnh tĩnh mịch nữa. Thần Vương ở đâu vậy? Vì sao chưa xuất hiện nữa? Thần Vương tuyệt thế chưa có hiện thân, không thấy được vô thượng phong thái của lão. Rất nhiều tu sĩ vô cùng kinh ngạc, quan sát đánh giá chung quanh. Không cần tìm nữa đâu, thánh thể đột phá của ải khẳng định sẽ không bình yên. Thần Vương áo trắng hơn phần nửa đang ẩn thân, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào rồi. Có người nói ra phỏng đoán như vậy. Phía trước Hóa Long Trì chỉ có một mình Diệp Hàm, áo trắng phất phơ. Ở dưới ánh trăng có vẻ siêu trần thoát tục như tiên sắp bay lên trời. Trong Hóa Long Trì, thần nguyên, nguyên dị chủng cùng chiếu sáng xông lên tận trời. Quả thực sắp biến Hóa Long Trì thành một tiên trì. Linh khí nồng đậm gần như sắp hóa thành chất lỏng tan theo dòng nước. Nếu không phải sớm phong ấn cái hồ này, thần mang nơi này đã xuyên thủng qua bầu trời cao, trăng sao đều phải ảm đạm thất sắc rồi. Bỗng nhiên ba bốn người đi đến phía trước, vây quanh Hóa Long Trì. Khổng Tước Vương thanh tú, Thanh Giao Vương khôi vĩ và Xích Long đạo nhân tinh thần quắc thước phân ra đứng ở ba hướng. Đây hiển nhiên là muốn làm hộ pháp cho Diệp Hàm. Tiếp sau đó, người của phong tộc xuất hiện, bốn lão nhân phân ra đông nam tây bắc vây quanh tiên trì, bảo hộ hắn đột phá cửa ải. Diệp Hàm ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn, khuôn mặt thanh tú thực bình tĩnh, sau đó đảo qua mọi người. Hắn biết những người này đến từ khắp nơi thiên hạ, đều đang chú ý nhất cử nhất động của hắn. Hắn nhìn thấy Dư Quan thánh tử, Thánh Quan che thể, thấy Kim Sĩ tiểu bằng vương không ai bị nổi, thấy được Hạ Cửu U ngạo khí xông lên tận trời. Những người này nhất định là đại địch trời sinh. Trước kia chưa vào tứ cực bí cảnh, hắn đã đoán được tương lai, thấy được hình ảnh chư vương cùng nổi lên, đại chiến liên tục rồi. Diêu Hy khuynh quốc khuynh thành, Cơ gia thần vương thể, Tử Phủ tiên thiên đạo thai, các thánh tử cùng như thánh nữ, từng thân ảnh từng gương mặt đều đang yên lặng quan sát. Tiếp sau đó, ánh mắt Diệp Hàm dừng trên người An Diệu Y tao nhã tài hoa. Trên đầu nàng mái tóc đen bay múa, một thân áo trắng như là tuyết che phủ tiên cơ ngọc thể, ánh mắt như thu thủy đang lẳng lặng nhìn hắn. Diệp Hàm đảo qua mọi người, rồi sau đó thu hồi ánh mắt lại. Rầm một tiếng, hắn phất tay áo một cái, một đống khối thần nguyên rơi xuống. Xa xa tất cả mọi người cả kinh kêu lên. Tự bản thân thánh thể cũng có nhiều nguyên như vậy, thật khiến cho người của Trung Châu khiếp sợ. Chỉ có người ở thần thành là hiểu rõ, Diệp Hàm có nguyên thuật kinh người, thu hoạch rất phong phú, nhất là trận đánh cược kinh thế cùng Nguyên thuộc thế gia vừa qua, thu hoạch được một số lượng lớn cân nguyên. Tất cả thần nguyên đều bị đưa vào trong Hóa Long Trì, Diệp Hàm từng bước bước vào, chuẩn bị bắt đầu đột phá cửa ải. Tiếng phượng gáy rung trời, phía chân trời 9 con thần điểu giống như phượng hoàng, dương cánh bay lượn, kéo theo một cái chiếc thần liễn, thần quang nở rộ, màu sắc tường hòa bắn ra bốn phía, xông lên tận trời đi vào trên không. Cùng lúc đó 9 con hoàng kim thần thư bay trên không mà đến, kéo theo một chiếc chiến xa cổ, nghiền áp qua vòm trời ù ù bay đến, như là thiên quân vạn mã đang chen chúc lao xuống vậy. Các thánh chủ đồng hoàng lần lượt xuất hiện, cưỡi xe thú kéo, tự mình buông xuống đến xem thánh thể phá quan. Tiếng lồng ngầm vang vọng trong thiên địa, lại có đại nhân vật xuất hiện. 9 con thương long vắt ngang bầu trời, kéo dài như dãy núi, khoảnh khắc liền đến. Trên bầu trời xuất hiện một lão nhân, hắn mặc long bào, đầu đội long quan, hào quang vạn trượng, vô cùng thần võ như thiên đế giáng sinh. Trên mũ rồng trên đầu của gã hiện lên tổ long như thực thể. Chẳng lẽ là hoàng chủ đại hạ đích thân tới sao? Rất nhiều người khiếp sợ, không biết đó có phải hoàng chủ tuyệt thế của Trung Châu hay không. Một hướng khác cũng trước sau truyền đến dao động khủng bố. Trung Châu tứ đại hoàng triều bất hủ trước sau có cường giả tuyệt đỉnh hiện thân tiến đến xem lễ. Tiếp sau đó nữa càng có nhiều người xuất hiện, người của chư tử bách giáo Trung Châu đều tới, xếp hàng đứng ở trên trời cao. Một đám đều vô cùng cường đại, khiến cho người ta thừa nhận không nổi, phải run rẩy khiếp sợ. Đúng lúc này, phong ấn của Hóa Long Trì được giải khai, thần mang phóng lên xuyên thủng trời cao, trong thiên địa sáng chói mãnh liệt, làm cho người ta không thể mở hai mắt. Bên trong Hóa Long Trì như là linh địa tuyệt thế từ thuở khai thiên lập địa, thần huy vạn đạo, ngàn màu sắc tường hòa, năm màu lộ ra, bảy màu lượn lờ vô cùng thần thánh. Diệp Hàm ngồi ngay ngắn ở trong tiên trì, cả người tinh khí sôi trào, huyết khí xông lên tận trời, hóa thành trụ long hình khí, xỏ xuyên qua bầu trời đêm như thanh lưỡi kiếm tuyệt thế đánh xuyên qua thiên địa. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, đây là thánh thể hoang cổ sao, còn đang là đạo cung bí cảnh mà thôi. Thân thể khí huyết đã tràn đầy như vậy rồi, quả thực giống như một con chân long đang thức tỉnh vậy. Các thánh tử, chư thánh nữ đều biến sắc, người như vậy nếu phá quan thành công, chính là đại địch vô cùng đáng sợ. Khắp thế gian đều là địch, Diệp Hàm cảm nhận được sát ý vô cùng vô tận, tất cả đều mãnh liệt chiếu tới phía hắn. Ánh trăng chiếu xuống, ánh sáng trăng dịu dịu rải khắp mặt đất, tu sĩ khắp thiên hạ tập trung về thần thành. Hóa Long Trì đến tột cùng có phải là nơi phá kén hóa điệp không, hay là mảnh đất tai ương đẫm máu thánh thể ngã xuống? Tất cả mọi người như ngừng lại hô hấp, khẩn trương nhìn chăm chú. Trong tiên trì, thần mang xông thẳng lên trời cao, một mảnh rực rỡ lóa mắt. Hai mắt của mọi người đau đớn, nước mắt không kìm nổi mà chảy xuống. Đó là quá nhiều tinh khí phát ra hào quang rực rỡ. Hóa Long Trì cũng không lớn, chỉ có mấy trượng, nước ngọt lành có màu trắng ngà, trong suốt mà thơm ngát. Tương truyền trong này có chân long phi thăng mà đi. Lúc này nó được giải khai phong ấn, như trăm vạn núi lửa cùng một lúc phun trào. Tinh khí nguyên thiên bắn xuyên qua trời cao, xuyên thủng bầu trời, như từng con rồng lớn đằng không bay lên. Đây là một bức đồ họa cảnh tượng chấn thế. Từng con rồng lớn xuyên qua trên trời dưới đất, sáng lạng mà hừng hực, chiếu sáng khắp cả tòa cổ thành, trở thành ánh sáng vĩnh hằng trong thiên địa. Diệp Hàm áo trắng xuất trần ngồi trong Hóa Long Trì, tóc đen bay múa, cơ thể trong suốt, hắn như là một vị thần linh, tường hòa mà bình tĩnh, dùng linh khí rèn luyện thân thể của mình. Huyết khí như chân long, một đạo lại một đạo từ thân thể hắn lao ra, mênh mông mãnh liệt như sóng thủy triều. Trong đó, ngay chỗ thiên linh cái của hắn, một đạo huyết khí long hình thô to dẫn động thiên địa, xông thẳng lên trời cao, khiến cho người ta nhìn thấy mà tưởng như đang trong mơ, không thể tin được hết thảy chuyện này. Thân thể hắn rốt cuộc mạnh tới mức nào? Đây là thần uy vô thượng của thánh thể sao? Đây khẳng định là hắn phóng thích tiềm năng, nếu như phát huy ra, chỉ riêng cái khối thân thể này đã đủ để áp chế chư hùng. Cảnh này có thể nói là kinh thế, khiến cho người ta hít vào từng trận hơi khí lạnh. Diệp Hàm tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh treo lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, ngàn vạn đạo huyền hoàng khí từng tia từng đợt rớt xuống trấn áp Hóa Long Trì. Nhưng mà thần mang xông lên vẫn không yếu bớt chút nào, bởi vì linh khí quá nồng đậm, nếu mà hắn cưỡng ép phong bế trấn áp, thực rất có thể sẽ làm cho Hóa Long Trì nổ tung từng mảnh. Đỉnh này phong cách cổ xưa mà tự nhiên, như là vật dẫn đại đạo tẩm bổ trời sinh, có được một loại khí tức cường đại mà xa xôi. Đó là kết quả của đạo, là chỗ pháp tắc thiên địa sinh ra. Vạn vật mẫu khí buông xuống, giống như 3.000 đại đạo hóa hình mà ra, phủ trùm Diệp Hàm phía dưới, làm cho hắn càng ngày càng có vẻ thần thánh siêu nhiên, áo trắng lay động, sợi tóc tung bay, cơ thể sáng bóng lóng lánh, hắn có một tư thái của thần. Vèo! Xa xa mọi người hít một hơi khí lạnh, vạn vật mẫu khí nguyên căn tác động tới tâm thần mọi người. Đây là thánh vật thuộc về đại đế cổ, từ xưa tới nay có mấy người thu được đâu. Thậm chí ngay cả đại đế ngày xưa cũng không thể tìm được. Có một số đại đế bất đắc dĩ phải dùng thân thể của mình tế luyện thành binh. Có thể nghĩ mà biết nó quý báu biết nhường nào. Không ai mà không động tâm, tuy rằng sớm nghe nói qua Diệp Hàm có thánh vực đại đế, nhưng mà rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu không phải có thần vương tuyệt thế bảo hộ, tin chắc rằng đại chiến kinh thế đã bùng nổ ra rồi. Cái đỉnh này vừa ra khẳng định có thể dẫn phát đại loạn, thực rất có thể là máu đổ thành sông, thây chất thành núi, sinh linh độ tháng. Bỗng nhiên truyền đến một âm thanh rung chuyển thiên địa, giống như một tiếng long ngâm phát ra từ phía chân trời. Có cao nhân ngồi trên đám mây đánh đàn, bắn ra diệu âm huyền ảo. Lúc đầu thì như nhẹ nhàng, rồi sau đó như tri âm tri kỷ, cuối cùng giống như tiếng trống trận xung phong. Sát phạt khí như nước lũ ngập trời, chen chúc nhau rít gào lao xuống, phá hủy mọi ngăn cản, hủy diệt hết thảy nhắm về phía của Diệp Hàm. Dù có Thần Vương tuyệt đại thủ hộ, cũng có người ra tay muốn bóp chết Diệp Hàm trong trứng nước, không muốn hắn phá vỡ lời nguyền chân chính trưởng thành lên. Vù một tiếng, gió lớn nổi lên, đám mây màu vàng bay tới như một mảnh đại dương mênh mông che khuất trăng sao, bầu trời đêm một mảnh rực rỡ. Đây là một con thiên bằng màu vàng như bằng hoàng kim đúc thành, sáng lạng lóa mắt, dang rộng hai cánh chém ngang xuống, uy thế của nó chấn nhiếp tâm hồn, khiến người ta sợ hãi. Công! Xích Long đạo nhân nhìn trời, đạo bao cũ kỹ bay phất phới, trong mắt như là hố sâu. Lão khẽ quát một tiếng, trời rung đất chuyển, cả thế giới này dường như phải đảo ngược lại. Thiên bằng màu vàng đang lao xuống lập tức tứ phân ngũ liệt, tan rã trong không gian, mọi người trông thấy mà hoảng sợ. Xích Long lão đạo quả thực có thể nói là yêu ma tuyệt thế, cường đại khiến cho lòng người kinh hãi. Chỉ một tiếng quát nhẹ đã có thần uy như vậy rồi. Tiếng đàn như tiếng trống chiều, một cây cầm huyền bị gãy lên, phía chân trời lại vọt tới một con chân long đỏ thẫm như máu, dài đến mấy trăm trượng, như là một dãy núi vắt ngang trời mà tới. Đây hiển nhiên là muốn sỉ nhục Xích Long lão đạo và phạm húy cái tên của lão. Tiếng đàn hóa thành huyết long, giống như thân thể lão bị đánh đẫm máu vậy. Xích Long lão đạo hừ một tiếng, vươn ra một cái bàn tay to, thoáng cái hủy diệt con rồng màu máu đó. Ngay sau đó tay của lão kéo dài ra như một cái dãy núi, chụp vào phía chân trời. Rất nhiều tu sĩ sởn tóc gáy. Xích Long đạo nhân kỳ gần như đạo, coi đại thiên địa như hộp gấm trong bàn tay, tùy tay chụp bắt, bao xa cũng nắm tới được. Sát khí xông tận trời cao, tiếng đàn xuyên mây phát ra liên tục. Các loại tiên linh chân long, thiên bằng, kỳ lân, thần hoàng trong truyện thuyết như vô số vị thần minh giống nhau, hóa hình chân thực mà ra, ào ào phóng tới. Nhưng ở dưới bàn tay to của Xích Long đạo nhân, tất cả hết thể đều biến thành bột mịn, hoàn toàn không thể ngăn cản ông ta mảy may nào. Phốc! Bàn tay to của Xích Long đạo nhân vươn đến phía chân trời, chụp một cái, nắm lấy thân ảnh đánh đàn kia, sau đó bóp nát trong hư không, khiến nó trở thành tro bụi. Là nguyên thần con rối, cũng không phải là chân thân. Rất nhiều nhân vật lớp người già kinh hãi kêu lên, đây khẳng định là cường giả tuyệt đỉnh phát động công kích thử nghiệm. Đêm nay nhất định sẽ không yên bình, khẳng định còn có chuẩn bị ở lần sau nữa. Trong Hóa Long Trì, Diệp Hàm nhắm mắt không nhúc nhích, chuyện phát sinh bên ngoài không hề quấy nhiễu tâm cảnh của hắn. Hắn không hề bận tâm, giống như tất cả đều không có quan hệ tới hắn vậy. Hắn như một thần tượng ngồi xếp bằng ở trong đó. Từ cái hạt bồ đề của Huỳnh Hoặc Cổ Tinh mang đến. Chú thích, Huỳnh Hoặc Cổ Tinh lúc trước hình như là có giải thích là cái sao hỏa. Rồi tiếp tục. Đạo vận lưu động được hắn nắm ở trong lòng bàn tay trái, dẫn động đại đạo thiên địa, tập kết tinh khí vào Hóa Long Trì, thanh tẩy thân thể hắn. Thần mang xông thẳng lên vần quanh thân hắn, mỗi một tấc da thịt đều có linh khí lưu động. Đây cũng không phải là tinh hoa bình thường, mà thuộc loại tinh túy của thần nguyên. Lỗ chân lông cả người của hắn đều thư giãn mở ra, thần nguyên hóa thành quang hoa không ngừng ra vào, tạng phủ cùng xương cốt của hắn đều bị nhiễm vào một cái vần hào quang đầy màu sắc đẹp mắt. Năm đại thần tàng đều đã tu thành, không cần thời gian dài bế quan. Cá chép nhảy vượt long môn lột xác hóa thành rồng, có công thành danh tựu hay không chính là tại đêm nay công bố. Bước tới một bước là trời cao biển rộng, hay từ đây bị ngăn trở rơi xuống vực sâu vạn trượng. Xoạt! Một gốc cây thanh liên xuất hiện làm bạn bên thân Diệp Hàm. Thanh liên này chỉ mọc có ba cái lá, ẩn chứa chân nghĩa đại đạo. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vực. Ba chiếc lá nhẹ lay động, phát ra sương mù hỗn độn, phủ kín Diệp Hàm. Cùng lúc đó, huyền pháp đạo kinh trong luân hải tự động vận chuyển, như nước sông Trường Giang và Hoàng Hà chảy tụ về biển, như vạn vực sống lại. Tất cả mọi người đều giật mình cả kinh, ngay cả các thánh chủ đều rung động. Trong cơ thể sinh thanh liên, đây khẳng định là một bộ phận dị tượng của thánh thể trong tương lai, chỉ sợ sẽ đem lại chiến lực khiến cho người ta sợ hãi. Đồng thời lúc đó, năm đại thần tàng của Diệp Hàm đồng loạt ngưng vang, truyền ra thiên âm đại đạo vang vọng trên trời dưới đất, như tiếng chuông vàng vang động bốn phương. Mọi người không thể hiểu rõ áo nghĩa của nó, chỉ có thể cảm nhận được tiếng vang vọng của một thần âm, như tiếng trống chiều chuông sớm, tuyên truyền giác ngộ, khiến người ta tỉnh ngộ hiểu ra. Hắn có nắm giữ cổ kinh. Rất nhiều cường giả giật mình, trước đây chưa từng biết phương pháp tu luyện của Diệp Hàm, hiện giờ biết rằng ắt hẳn hắn có tìm hiểu cổ kinh vô thượng, bằng không khẳng định sẽ không có dịu âm vang lên như vậy. Nhưng mặc dù có học tâm pháp cổ kinh, cũng không có mấy người có thể làm được như vậy. Khi tỏa quang lại có luân âm thiên địa vang lên, cực kỳ hiếm thấy. Nhưng phàm là người có cái loại dị tượng này, nếu không xảy ra chuyện bất ngờ, đều sẽ trở thành cao thủ vô thượng. Tất cả đều biến sắc, nhất là lớp trẻ tuổi một thế hệ, đây chính là đại địch trong tương lai của bọn họ. Các đại thánh chủ Đông Hoang, tứ đại hoàng triều Bất Hủ Trung Châu cùng với người của chư tử Bách Giáo cũng đều động dung. Bọn họ hiểu rõ, Diệp Hàm ngay cả không phải là thánh thể, nếu có thể trưởng thành đứng lên, tuyệt đối là một nhân vật cấp giáo chủ. Sát ý như biển ngay lập tức cuốn tới, ngàn vạn đạo kiếm quang đâm xuyên qua thiên địa, xuất hiện trước Hóa Long Trì, lại có cao thủ cái thế triển khai tuyệt sát. Lần này sát khí liên tiếp, từ bốn phương tám hướng đều có người ra tay, thần thành đều rung chuyển, cũng không biết đến đây bao nhiêu người. Khổng Tước Vương hét lớn một tiếng, há miệng phun ra một cái bão ấn, sương mù hỗn độn tràn ngập quét ngang bốn phương tám hướng, một vuông đại ấn màu đen đánh xuyên qua thiên địa. Loảng choảng, bốn phương tám hướng không ngừng có binh khí hóa thành bột mịn, sát khí đều bị bức lui. Hỗn độn bảo ấn thu được từ tẩm cung của đại đế cổ là bảo vật thiên hạ ít có, ngoài binh khí cực đạo ra, ít có lưỡi dao sắc bén nào có thể cắt xé nó được, xứng đáng gọi là một kiện thần vật. Khổng Tước Vương ra tay cường thế, nghiền nát tất cả con rối hình người, chấn nhiếp không ít người. Nhưng mà đúng lúc này, một loại khí tức khủng bố khó có thể tả bằng lời lan tràn ra, che phủ khắp thiên địa, khiến cho tim gan mọi người đều phát lạnh. Sát trận của đại đế! Xích Long lão đạo giật mình, bốn lão nhân phong tộc cũng biến sắc, ai cũng phát lạnh, cảm giác đại sự không ổn. Lúc này không ngờ có người lại khắc ra trận văn đại đế, mà còn đáng sợ là thần văn sát phạt. Điều đó nói rõ có người quyết chí tuyệt diệt chuyện này. Đại đế cổ lưu lại trận văn cực kỳ hiếm thấy, không có mấy người có thể hiểu được, nhiều nhất chỉ có thể bố trí ra một gốc, nhưng cũng tuyệt đối kinh thế hải tục, lực sát thương to lớn khó có thể tưởng tượng. Vì để bóp chết thánh thể, ngay cả đại đế sát trận đều xuất hiện, thực sự khiến cho người ta hết hồn. Có thể nghĩ mà biết được người ở trong bóng tối này có quyết tâm lớn đến cỡ nào. Xoạt, trên bầu trời nhoáng lên một bóng người, thần vương tuyệt thế xuất hiện, áo trắng bay phần phật, lão tế ra ly hỏa thần lô trấn áp bốn phương, muốn làm tan rã trận văn của đại đế cổ. Sát khí tuyệt thế lao ra, chống lại ly hỏa thần lô, sát trận uy lực vô cùng vô tận. Đây là... Tất cả mọi người đều khiếp sợ, người tới hiểu biết về đạo văn rất khủng bố. Rốt cuộc bố trí ra được mấy thành trận văn của đại đế cổ, khẳng định là khủng bố siêu cấp, không chỉ một gốc đơn giản như vậy. Loại sát khí kinh thế này có thể chống lại thần vương, ngăn cản đường đi của ông ta. Có người kiên kỵ cực độ đối với thánh thể đại thành, không muốn cho hắn trưởng thành lên. Đối với chuyện này, Diệp Hàm vẫn như cũ bình tĩnh, nhắm mắt mà không đổi sắc, một lòng một dạ đột phá cửa ải. Hắn lấy ra một cái phiến lá đỏ thẫm dán tại mi tâm, lưu chuyển thần vận đại đạo. Đó là lá của ngộ đạo cổ trà thụ! Rất nhiều tu sĩ cả kinh kêu lên. Trên phiến lá trong suốt có một thân ảnh ngồi trên 9 tầng trời, mây mù lượn lờ, nhìn xuống thương sinh linh, rất nhiều đạo văn dày đặc, vô cùng thần bí. Xoát, hào quang chợt lóe sáng, Diệp Hàm ngồi xếp bằng trong hư không, cùng thân ảnh trong phiến lá gần như giống nhau như đúc. Trong hỗn độn sương mù, hắn như đang trên trời cao nhìn xuống chúng sinh. Giờ phút này hắn bảo tướng trang nghiêm như một tiên vương vĩnh hằng, khiến cho người ta không kìm nổi muốn quỳ xuống cúng vái. Hắn lại dán lên lại một cái phiến lá ngộ đạo trà khác xuất hiện, lần này hắn dán trên thiên linh cái. Trên phiến lá giống như dương chi bạch ngọc này có âm dương đồ lấp lánh, đây là thân thể đại đạo hữu hình hiện lên mà ra, xoay tròn phía trên đỉnh đầu của hắn. Diệp Hàm lập tức mờ ảo, đồng thời càng thêm thần thánh không thể xâm phạm, giống như tồn tại cùng thế gian, muôn đời bất hủ bất diệt. Soạt, phiến lá thứ ba xuất hiện, hắn dán tại bộ phận vị trí trái tim, màu tím chớp động, mặt trên một con chân lông hóa hình mà ra, chìm sâu vào trong cơ thể hắn. Trong phút chốc, khí huyết hắn xông thẳng lên trời cao. Lông khí vần quanh thân thể, hắn được một cổ thần lực mênh mông bao phủ, tụ tập tinh khí thần nguyên vô tận vào một thân, rồi tiến hành thanh tẩy giống như thân thể được thánh tế. Thần quang như nước thủy triều, thanh tẩy mỗi một tấc huyết nhục của hắn. Toàn thân thể hắn chói sáng, giống như là một ngọc lưu ly bảy màu trong suốt, không có một chút tạp chất nào. Đồng thời, thần âm đại đạo trong cơ thể hắn càng thêm to, hắn quả thực sắp đem thân mình lạc ấn ở trên hư không, ngưng kết thành một thể với cả thiên địa bất hủ. Vù! Phiến lá thứ tư khẽ ngưng lên, ánh vàng sáng ngời, mặt trên núi sông ẩn hiện. Ngay khoảnh khắc trồi lên, một tiểu thế giới bao trùm hắn bên trong đó. Diệp Hàm an nhiên không nhúc nhích, thần quang tường hòa vần quanh thân thể, hắn giống như một vị thần khai thiên lập địa, nhập vào chính thế giới của mình, nhận chúng sinh cúng bái. Tất cả mọi người đều ngây dại, những dị tượng này quá mức chấn động mà. Ngộ đạo trà cũng không có thể như vậy được, đây là chính dị tượng của hắn đang dần dần hiện ra. Trời ơi, dị tượng thánh thể sắp tiến vào tứ cực bí cảnh hả? Đúng vậy đó, chỉ có tiến vào tứ cực bí cảnh, thánh thể mới có dị tượng thể hiện hiển hóa. Hiện tại hắn... Trong mảng thiên địa lúc này đều sôi trào, tất cả mọi người đều bị kinh sợ, tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Hàm thực sự sắp thành công. Không ai có thể bình tĩnh, nỗi lòng mỗi người đều phập phồng. Một tiểu thế giới hiện lên, nó là chân thực như thế, chấn nhiếp mọi người. Ước chừng đã mười mấy vạn năm, thánh thể từ đó không thể vào tứ cực bí cảnh. Nhưng bây giờ dị tượng xuất hiện, lời nguyên rủa này chẳng lẽ cũng bị phá vỡ sao? Cả hiện trường trong thiên địa lúc này chợt dấy lên tiếng rì rầm, rất nhiều tu sĩ sôi trào. Mỗi người đều dùng hết chú ý, bởi vì thực rất khó có thể chứng kiến một người quật khởi tương lai có thể so với đại đế cổ. Các thánh tử cùng chư thánh nữ đều lộ ra dị sắc, mỗi người đều yên lặng quan sát, không ai nói chuyện. Kim Sĩ tiểu bằng vương như tắm trong kim quang, giống như một ma thần cao lớn cao ngất. Gã liên tục cười lạnh, chiến ý tăng cao. Đại hoang kích màu đen hiện ra sau lưng gã. Hạ Cửu U môi hồng răng trắng, ánh mắt trong suốt vô cùng trong sáng. Mặc dù chỉ mới có 13-14 tuổi, nhưng tu vi lại ngạo thị thế hệ trẻ tuổi. Gã chắp tay sau lưng, mặt không đổi sắc. Giờ phút này các thánh chủ cũng đều đang động dung, tâm tình không thể bình tĩnh, biểu tình trên mặt đều không giống nhau. Khương gia xuất hiện một vị thần vương tuyệt thế đã làm cho các thánh địa kiên kỵ không thôi. Nếu tương lai lại ra thêm một thánh thể đại thành, có thể sánh ngang cùng đại đế thượng cổ, làm sao tâm tình các thánh địa có thể bình tĩnh được? Hơn nữa, một khi Diệp Hàm đột phá cửa ải thành công, tất nhiên quan hệ thông gia giữa phong tộc cùng Khương gia sẽ không có gì bất ngờ nữa. Khi đó sự cân bằng giữa các thánh địa thực sự sẽ bị phá vỡ. Tứ đại hoàng triều bất hủ Trung Châu cùng với chư tử Bách giáo đều có đại nhân vật đến xem lễ, lúc này cũng đều chấn động tâm thần. Đây tuyệt đối là đại địch cái thế của con cháu bọn họ. Diệp Hàm đi vào tình trạng vô ngã, vượt ra ngoài thế ngoại, mặc cho tiếng động lớn rầm rĩ bên ngoài, hắn đều ngồi im lặng không đổi sắc. Lá của ngộ đạo trà thụ, mỗi một phiến lá đều không giống nhau, đều có diệu dụng không thể tưởng tượng, làm cho Diệp Hàm tiến vào một loại cảnh giới huyền ảo. Tiểu thế giới sinh động mà chân thực, hắn ngồi trên cao trên 9 tầng trời, âm dương thái cực đồ xoay tròn, như một vị thần khai thiên lập địa nhìn xuống non sông phía dưới, giống như đang nhận chúng sinh cúng bái. Xoạt! 4 phiến lá đều vọt lên, hoặc như dương chi bạch ngọc, hoặc như hoàng kim đúc thành, trong suốt đẹp mắt, treo ở giữa không trung. Vù một tiếng, trong trời đêm, tinh lực chư thiên như nước, trăng, hoa đều bị hấp dẫn tới hội tụ ở Hóa Long Trì, chìm sâu vào trong tiểu thế giới của Diệp Hàm, làm cho nó càng thêm sinh động. Hóa Long Trì mênh mông, tất cả thượng nguyên đều đang bị luyện hóa, phóng tới hướng Diệp Hàm lạc ứng ở trên hư không, rót vào thân thể hắn, làm cho toàn thân hắn trong suốt. Ngay cả tóc gáy bên ngoài thân đều phát sáng, thanh tẩy thân thể. Đây là một loại lột xác có thể nhìn thấy. Cơ thể hắn càng ngày càng phát sáng, giống như nước tinh khiết vậy. Dao động sinh mệnh cường đại càng thêm khủng bố. Đúng vậy, mỗi một lần tiếng tim Diệp Hàm đập đều như là một cái tiếng trống thần vỗ động, chấn động ong ong trong màng tai của mọi người. Có thể nói là nghe mà rợn cả người. Vả lại tiếng tim hắn đập càng lúc càng lớn, thình thịch, thình thịch, thình thịch, vang vọng trong thiên địa. Hắn đang thay đổi máu huyết, tái sinh máu thịt vậy. Mọi người khiếp sợ. Diệp Hàm đang thoát thai hoán cốt, thân thể sắp sửa thánh biến, đây là dấu hiệu báo trước thành công phá quan. Hết tập 101 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.